VinFast vừa công bố 3 sản phẩm ô tô điện hoàn toàn mới, đó là VF31, VF32 và VF33, đánh dấu bước đi quan trọng và thần tốc của hãng xe Việt. Đầu tiên là mẫu VF31 chạy điện, nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 5 năm 2021, bàn giao xe từ tháng 11 năm 2021. Xe dài 4,3m, nội thất hiện đại với màn hình cỡ lớn. Xe trang bị động cơ điện 5 châm vĩnh cửu, công suất 85kW, mô men xoắn 190Nm, pin có dung lượng 42kW và đi được khoảng 300km sau mỗi lần sạc đầy. Theo công bố, bản cao cấp nhất đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Euro NCAP, trong khi bản tiêu chuẩn đạt 4 sao. Tiếp đó là các mẫu VF32 và VF33 sẽ nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2021, bàn giao xe từ tháng 2 năm 2022. Cả hai mẫu xe này đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và Euro NCAP và cũng sẽ được bán tại Mỹ, Canada và châu Âu. VF32 là chiếc SUV cỡ trung phân khúc D, có tổng chiều dài 4,75m, nội thất phong cách hiện đại với màn hình 15,4 inch và nhiều trang bị cao cấp. Xe có 2 phiên bản chạy điện và 1 phiên bản chạy xăng. Bản chạy điện cao cấp được trang bị 2 động cơ điện, trong khi bản tiêu chuẩn trang bị 1 động cơ điện. Mỗi động cơ điện có công suất 150kW và mô men xoắn 320Nm. Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc là 504km. Bản chạy xăng trang bị động cơ 2.0L 189 mã lực và 280Nm. Cuối cùng là mẫu SUV cỡ lớn VF33, có tổng chiều dài tới 5,12m, nghĩa là dài hơn cả Lexus LX570. Bản cao cấp sử dụng trần bằng kính chống tia UV. Bản chạy điện sử dụng 2 động cơ điện 5 châm vĩnh cửu, công suất 150kW. Pin có dung lượng lên tới 106kW, có thể di chuyển khoảng 550km sau mỗi lần sạc đầy. Bản chạy xăng sử dụng động cơ 2.0L, 228 mã lực và 350Nm. Theo công bố của VinFast, phiên bản cao cấp nhất của cả 3 mẫu xe ra mắt lần này đều là những dòng SUV hiếm hoi trên thế giới, sở hữu tính năng tự lái cấp độ 2 và 3, với 30 tính năng thông minh chia thành 7 nhóm, như hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống tự tìm điểm đỗ và đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái. Đây hứa hẹn là những chiếc xe hiện đại hàng đầu, không chỉ bán ở Việt Nam mà còn nhằm tới những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Quý vị đánh giá sao về chiến lược và những sản phẩm mới của VinFast? Liệu chiếc xe nào sẽ gây chấn động thị trường Việt Nam trong thời gian tới? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tipcar.